Xin chào quý vị và bà con. Chào mừng bà con chăn nuôi đã quay trở lại với kênh Đức Tô Vết cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Thưa bà con, trong chăn nuôi gia cầm nói chung và chim bồ câu nói riêng, bệnh cầu trùng là một trong số những bệnh phổ biến mà bà con chăn nuôi thường gặp phải khi chim bồ câu bị bệnh. Và nếu bà con không phát hiện và xử lý kịp thời, sẽ làm cho bệnh lây lan nhanh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chim bồ câu, từ đó làm giảm năng suất chăn nuôi của bà con nuôi chim bồ câu. Hôm nay, Đức Tô Vết sẽ cùng bà con tìm hiểu về bệnh cầu trùng trên chim bồ câu và cách điều trị bệnh. Mời bà con cùng theo dõi. Về nguyên nhân gây bệnh, bệnh cầu trùng là một bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng đơn bào thuộc giống Emilia gây ra. Bệnh xảy ra trên mọi lứa tuổi của chim bồ câu, nhưng thường thấy nhiều nhất ở chim con giai đoạn từ 1 đến 4 tháng tuổi. Bệnh bùng phát mạnh khi thời tiết chuyển mùa từ cuối mùa xuân sang mùa hè, hoặc từ mùa thu sang mùa đông. Tuy nhiên, ở những trang trại bị ô nhiễm và không đảm bảo vệ sinh thì bệnh có thể xảy ra quanh năm. Về đường lây truyền của bệnh, bệnh lây qua đường tiêu hóa. Những con chim bồ câu bị bệnh cầu trùng hoặc những con đã khỏi bệnh nhưng mang trùng sẽ bài thải trứng cầu trùng theo phân ra nền chuồng, là nguồn gốc lây lan bệnh trong trại. Khi đó, trứng cầu trùng trên nền chuồng sẽ nhiễm vào thức ăn, nước uống. Chim bồ câu nhặt thức ăn và nước uống có trứng cầu trùng, chúng sẽ đi vào ruột và gây bệnh cho chim bồ câu. Bệnh thường xảy ra mạnh khi có những yếu tố như thay đổi thời tiết đột ngột, khi vận chuyển, chuyển đàn, ghép đàn, mật độ nuôi quá dày, nền chuồng ẩm ướt, bụi bẩn, không đảm bảo sự thông thoáng của chúng nuôi. Cầu trùng khi xâm nhập vào đường tiêu hóa của chim bồ câu qua thức ăn, nước uống sẽ phát triển và ký sinh ở niêm mạc ruột non và ruột già của bồ câu. Về triệu chứng của bệnh, khi chim bồ câu bị mắc bệnh cầu trùng sẽ có những biểu hiện sau: chim gầy yếu, ủ rũ, mệt mỏi, kém ăn, uống nhiều nước, chim tiêu chảy, phân có nhiều dịch nhầy, phân có lẫn máu đỏ tươi hoặc có màu nâu đậm. Nếu không chữa trị kịp thời thì chim bồ câu sẽ chết do bị đi ỉa và kiệt sức. Về bệnh tích khi mổ khám chim bồ câu bị bệnh, cầu trùng ở chim bồ câu ký sinh chủ yếu ở ruột non và ruột già, nên các biểu hiện thường thấy như sau: ruột phình to từng đoạn khác thường, vách ruột trương to thường dễ vỡ, trong ruột chứa chất lỏng bẩn thối, có lợn cợn bã đậu, bề mặt niêm mạc ruột xuất huyết. Ở những trường hợp nặng sẽ thấy máu tươi lẫn lộn với các chất chứa trong ruột. Về cách phòng bệnh cầu trùng cho chim bồ câu, sử dụng vaccine là cách phòng bệnh chủ động tốt nhất. Bà con tiến hành làm vaccine cho bồ câu ngay từ lúc chim con từ 5 đến 10 ngày tuổi. Ngoài ra, cần thường xuyên vệ sinh, quét dọn chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo chuồng luôn thông thoáng và mát mẻ. Định kỳ phun thuốc sát trùng cho toàn bộ chuồng trại bằng những thuốc sử dụng được khi có mắt vật nuôi ở trong chuồng như đề sơn super của Interchemi Hà Lan hoặc Ionidacon của công ty VB Pharma để tiêu diệt những mầm bệnh có thể gây bệnh cho chim bồ câu. Trước khi phun thuốc sát trùng thì cần phải dọn dẹp sạch sẽ phân và rác trên nền chuồng và phải phun thuốc ướt nền chuồng. Đảm bảo màng ăn, màng uống và thức ăn, nước uống của chim luôn sạch sẽ. Bà con cho chim uống Stimosol Oran của Interchemi Hà Lan để cung cấp thêm axit hữu cơ, nấm men, vitamin và điện giải, giúp nâng cao sức đề kháng cho chim bồ câu. Định kỳ sử dụng các loại thuốc phòng trị cầu trùng như ESB3A còng của công ty VB Pharma trộn vào thức ăn để phòng bệnh cho chim bồ câu. Về cách trị bệnh, khi phát hiện chim bồ câu bị bệnh cầu trùng, bà con cần tách riêng những con chim có biểu hiện bệnh ra khỏi đàn để điều trị riêng. Phác đồ 1, bà con sử dụng sản phẩm đặc trị cầu trùng Intracoc Oran của Interchemi Hà Lan để trị bệnh, kết hợp với sản phẩm GCKC của công ty Sao Mai để cầm máu, tăng sức nhanh, chống nóng, mát gan, giải độc, và men Victoriatic của công ty Sao Mai để bổ sung men tiêu hóa vi sinh sống, rất tốt cho đường ruột của chim bồ câu. Phác đồ 2, bà con sử dụng sản phẩm Dilacoc 25 Oran kết hợp với sản phẩm Vitaka 200 WS của công ty VB Pharma để cầm máu, cùng với men Fizimlot của công ty Sao Mai để bổ sung men tiêu hóa vi sinh sống và sản phẩm Hebasol Oran của công ty VB Pharma để giải độc gan thận cho chim bồ câu. Bà con chú ý, cần bố trí cho chim bồ câu uống thêm Dimusan WS hoặc Biosilin 200 WS của Interchemi Hà Lan để phòng và điều trị các bệnh kế phát từ bệnh cầu trùng. Tất cả các sản phẩm thuốc trên đây, bà con lưu ý sử dụng theo đúng liều lượng hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất. Quý vị và bà con thân mến, như vậy, Đức Tô Vết đã vừa cùng bà con chăn nuôi tìm hiểu về bệnh cầu trùng trên chim bồ câu để bà con có các biện pháp phòng và trị bệnh cho chim bồ câu đúng cách. Mọi vấn đề cần được hỗ trợ, bà con có thể gọi điện đến số điện thoại hotline của chương trình. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.